Thưa quý vị, trưa 31 tháng 8 năm 2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Vũ Ba thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, gọi tắt là Công ty AIC. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, cùng 13 bị can khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can còn lại bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng bọn đang lẩn trốn đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa. Theo Bộ Công an, trong số 16 bị can bị truy tố có 4 người đang bỏ trốn, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, quê Bắc Ninh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị hai lệnh truy nã vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và ngày 29 tháng 6 năm 2023, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can tiếp theo đang bỏ trốn là Nguyễn Hồng Sơn, 53 tuổi. Dù trình độ học vấn chỉ học hết lớp 12, nhưng ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty AIC và bị truy nã ngày 9 tháng 9 năm 2022 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Trương Thị Xuân Loan, 49 tuổi, giữ chức trưởng ban quản lý dự án 3 của Công ty AIC, dù chỉ học hết lớp 12. Bà Loan bị truy nã ngày 9 tháng 9 với cùng tội danh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bị can thứ tư đang bỏ trốn là bà Nguyễn Thị Tích, 61 tuổi, sinh tại Hà Nội. Bị can Nguyễn Thị Tích là tổng giám đốc Công ty Mofa, là một công ty nằm trong hệ sinh thái AIC, đóng vai quân xanh giúp Công ty AIC gian lận đấu thầu. Bà Nguyễn Thị Tích bị truy nã ngày 9 tháng 9 về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nhàn cùng đồng bọn đang lẫn trốn đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa. Thông tin từ Bộ Công an cho biết nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Trong vụ án này, trước đó các bị can Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng của Công ty AIC và Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính của Công ty AIC đã ra đầu thú. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.